Philippines đó, mà có thể nói là đây là cái niềm mong ước, cái sự mong đợi rất lâu của một số đông mấy anh em mình đó. Kể từ khi mà mình gia nhập năm 2009, lúc đó NuSin người ta nói là người ta sẽ vào tháng 11. Và đó là lý do tại sao khi mà tháng 9, tháng 10, tháng 9, mình nhớ là đầu tháng 9 khi mà mình nói chuyện với Lành đó. Thì một trong những lý do mà Lành gia nhập và rất mạnh dạn đó là tại vì lúc đó đó mình chỉ nghĩ là vài tháng nữa NuSin sẽ vào Việt Nam thôi. Nhưng mà sau đó đó người ta nói là qua năm 2010 rồi tới mùa hè năm 2010 đó mấy anh chị, mình là người mà theo dõi rất sát về cái team Elite Trip ở Hawaii đó. Và mình mong chờ từng ngày từng giờ đó, và bà Eileen William đó thì bà nói là bà sẽ làm một cái conference call, bà sẽ hút mình với lại ông Scott Ward đó. Nhưng mà cuối cùng là gì mấy anh chị? Ông ta không chấp nhận nằm lên cái call đó, là tại vì ông ta nói là ông ta hoàn toàn không biết và không nghĩ là NuSin sẽ mở cửa thị trường Việt Nam trong vòng vài năm tới. Và đó là một trong những cái mà nó làm mình cũng hơi bị thất vọng đấy. Rồi sau đó đó, Alan Agao có hẹn một cái họp riêng với lại ông Truman Hunt trong cái dịp mà mình đi Success Summit đấy. Là tại vì Alan Agao đó nhiều khi thấy mình cũng thiểu não quá, rồi Alan Agao cũng muốn có thể là một cái khích lệ về tinh thần đấy, làm một cái appointment với mình, với ông Truman Hinh, tốt là để nghe ông Truman Hinh nói như thế nào, tại vì ông ta là CEO của NuSin mà ít nhiều ông ta nói là cái ngày cái tháng gì đó nó để mình lên tinh thần đấy. Thì mấy anh chị biết làm sao, mình hẹn xong xuôi rồi đó, giờ sớm ông Truman Hinh cancel cái appointment đó vì ông ta bận cái gì đó. Thực tế ra đó, mình thì mình nghĩ trong bụng là lý do ông cancel cái appointment đơn giản là tại vì ông không muốn nói, hay là ông chưa muốn nói, hay là như thế nào đó về cái plan ở Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn mình vẫn không có nản lòng anh chị, mình vẫn có nung nấu đó, mình vẫn nuôi một cái hy vọng rất, chỉ như là trước sau gì NuSin cũng sẽ mở cửa thị trường Việt Nam thôi, chỉ có cái thời điểm thôi. Rồi sau đó nó nhiều lần lắm anh chị, trong khi đó là mình vẫn tiếp tục, và đặc biệt đó là lần từ Việt Nam, rồi có những cái trip, rồi có những cái activity rất lớn đó, với một cái hy vọng đó là NuSin sẽ vào Việt Nam vào cái tháng 10 hay là tháng 11, hay là tệ lắm đó là cuối năm 2010. Nhưng mà mấy anh chị biết này, chuyện đó nó đã không xảy ra. Em, NuSin người ta vì cái có cái sản phẩm mới liên tục, nên người ta không không quan tâm lắm về vấn đề mở một cái thị trường mới đó. Nhưng mà sao mấy anh chị, mấy anh em mình vẫn tiếp tục cái chuyện đó. Tháng năm 2011, bước qua năm 2011 đó, mình vẫn còn có nhiều cái hy vọng là NuSin sẽ mở cửa thị trường ở tháng 3 với tháng 4. Có nhiều khi đó mấy anh chị, mình cũng đi hỏi người này, hỏi người kia đó. Và trong cái lúc cái cách trả lời của NuSin đó, thì người ta vì là một cái public traded company, người ta không có nói rõ mấy anh chị. Nhưng mà mình vẫn nuôi hy vọng, mình vẫn nuôi hy vọng. Và những cái chuyến như về Việt Nam, rồi về với Alan Nagao thì mấy anh chị cũng biết rồi. Mình cố tìm một cái gì đó để bắt đầu cái operation ở Việt Nam đó. Nhưng mà ngược lại nó rất khó khăn mấy anh chị. Là tại vì những người ở Việt Nam đó, khi mà mình nói về NuSin, người ta hỏi văn phòng ở đâu, anh làm như thế nào, cái kế hoạch nó làm sao đó, thì nếu mà mình ú ớ đó thì chẳng ai muốn gia nhập, vì không có ai có kiên nhẫn để mà chờ vào một cái ngày mà nó vô địch mấy anh chị. Mình không biết được ngày nào NuSin nó vào Việt Nam. Và dần dần đó thì ít nhất đó mình đã thấy được cái ánh sáng cuối đường hầm đó, là mình có nhận được một cái thơ, cái này là cái thơ chứ không phải email mấy anh chị, gửi bằng đường bưu điện đó. Thì ông ta nói là NuSin sẽ vào Việt Nam vào năm tới và cái lộ trình nó đang khép dần lại. Có nghĩa là cái ngày mà mở cửa thị trường ở Việt Nam nó không có xa. Nhưng mà nói thì mình nghe vậy mấy anh chị, thì mình cũng đoán. Sau đó mình có thêm một cái tin khác nữa đó. Là một cái tin này, lúc trước mình không nói nên về sẵn đây thì mình còn, bây giờ thì cũng chẳng giấu giếm gì. Đó là cái tin của qua Thùy Trinh đó. Thùy Trinh có một người bạn lâu năm là chuyên ngành về vấn đề mỹ phẩm đó. Thì anh ta có một cái connection ở Hồng Kông, và những người team elite của Hồng Kông người ta nói là NuSin sẽ mở cửa thị trường Việt Nam vào đầu tháng 4. Và đó là lý do tại sao có một vài conference call mình nói với mấy anh chị đó. Nhưng mà cũng bán nghi bán tin mấy anh chị em, mình không có biết chắc. Mình đã đi cái convention kỳ vừa rồi, Dung cũng đã gặp cái bà Melissa, đó là president của vùng xa đó. Và cũng nói, và bà cũng có nói như vậy, bà cũng nói là nếu mà trễ nhất đó là tháng 4. Và đó là một cái tin rất lớn anh chị. Convention kiều vừa rồi có thể là một cái thành quả rất lớn, là mình biết chắc NuSin sẽ mở cửa thị trường Việt Nam vào đầu tháng 4. Nhưng mà mình vẫn không biết là cái địa điểm nó nằm ở chỗ nào anh chị. Thành ra bây giờ đó, hôm nay mình muốn nhân cái dịp này đó, một cách long trọng,
Nghe thì nó có vẻ ghê gớm lắm, nhưng mà một cách long trọng thông báo cho mấy anh chị biết á, là mình đã biết được cái văn phòng của Nuxin nó nằm ở Sài Gòn, nó nằm ở chỗ nào, nó như thế nào, mình đã thấy và đã biết được mấy anh chị. Và mình muốn nhường cái lời đó cho anh Lần, anh Lần Cao ở đang ở Sài Gòn bây giờ đó. Hello Lần ơi. Dạ, anh nghe. Ê, Nghe rõ bây không giờ anh? Lần, Lần có được cái vinh dự đó là người đầu tiên không mặc trên này nha. Thành ra Lần nên nên Quá. nên nói lại những cái gì trong vòng, trong cái vòng 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 cho phép đó. Mình không nên đi quá cái giới hạn là công ty người ta không cho phép. Ok Lần. Cảm ơn anh Đinh với chị Dung rất là nhiều. Thật ra Lần cũng một lần nữa có cái vinh hạnh này đó. Mấy năm trước Lần tham gia với một cái công ty cũ đó thì cũng cũng có một cái giây phút là người ta cho phép nói cái điều mà tuyên bố cái gắn gắt vắn tắt một cái câu đó là chúng tôi tuyên bố chính thức có mặt ở Việt Nam và cắt cái đoạn băng một cái đoạn vải và là cắt bản thành khai trương. Thì bây giờ cũng có một cái thông tin riêng với Nu Việt rất là hay. Để mà nói thì hôm nay trong kho có bao nhiêu người anh, đông không? Mình có rất đông, đầu Những tiên anh là chị nào mà có mặt trong cái kho hôm nay đó, anh nghĩ là anh nên lưu lại tất cả những cái tên này ha. Mình sẽ có một cái cuộc gặp lại, tại vì nó là một cái kỷ niệm lớn đó. Các anh chị không tưởng tượng nổi đâu. Lành có một cái phải nói là một cái cảm xúc rất là lớn, phải nói là rất là xúc động. Các anh chị biết là Lành theo với cái theo đuổi cái ánh sáng mà anh Đinh nói là cuối đường hầm đó là 16 tháng 21 ngày. Các anh chị tưởng tượng nổi không? Mà nó không có cái gì chờ đợi hết, nó không có cái gì gọi là nó mất. Tức là cái gì đó nó nằm ở tương lai, nó nằm ở tầm nhìn thôi. Thì tất cả những người bạn thân nhất, những người mà chí cốt nhất, những người mà có thể nhất đó, và Lành đều, từ vì các anh chị biết rồi, cái gì mà mình là có cái gì mà ngon nhất thì mình nghĩ tới người thân mình nhất đúng không? Cái gì tốt nhất thì mình nghĩ tới bạn bè mình trước, cái gì mà nó hấp dẫn nhất thì mình nghĩ tới những người chiến hữu, những người thân cận nhất. Thì khi nắm được cái thông tin mà sẽ tham gia với Nuskin với một cái cơ hội lớn đó, thì lập tức Lành chia sẻ với những người này trước. Và các anh chị biết là cái đoạn đường quá xa cho nên những người này họ đã dừng lại, tạm thời dừng lại và phải tìm một cái công việc khác, tìm một cái hướng đi khác để chờ đợi. Thì các anh chị biết là lần lượt nó Lành mất dần đồng đội, lần lượt Lành mất dần đi những chiến hữu, lần lượt Lành mất dần đi những cái người gọi là chí cốt tâm huyết. Và gần như các anh chị biết là khi mình ngồi lên bàn cờ mình nhìn lại đó thì quân cờ mình không còn, chỉ là không còn tướng, không còn bên tả bên hữu, không còn trên, không còn dưới, và lạnh lùng một là một mình một ngựa phải đi ra nước ngoài. Các anh chị không thể tưởng tượng được cái cảm xúc cho đến giờ phút này, là cảm là muốn kể lại đó thì là cũng cảm thấy rất là phải nói là nó cũng hơi khủng khiếp đối với cái nhận định. Nhưng mà rất là may mắn, rất là vui, là thật sự là Lành nói là Lành rất là may mắn khi mà bắt đầu với cái công việc này. Thì có nhiều người họ bắt đầu với cái công việc này thì lại không có bắt đầu với một thành công mà bắt đầu với quá nhiều cái thất bại. Thì Lành may mắn là ngay cái công ty đầu tiên đó là đã có sự thành công, đó là có lên tới vài chục triệu đồng tiền Việt Nam nó trong một tháng, và từ đó nó có một cái niềm tin lớn. Và tất cả những gì mà Lành đi tiếp đó, thì nhờ vào cái lần đầu đó. Tức là cái lần đầu mà các anh chị có cái niềm tin thì các anh chị hăng hái cho những cái lần tiếp theo, đúng không ạ? Dĩ nhiên là Lành cũng có là những lúc mà té lên té xuống, nhưng mà nhờ vào cái lần đầu tiên cũng thành công cho nên là luôn luôn có niềm tin và đi tiếp. Là đi qua tới hai công ty lớn, và gọi là hai cái tập đoàn lớn, một tập đoàn của châu Âu và một tập đoàn của Mỹ, và đặc biệt là một cái công ty bảo hiểm của Canada. Rồi tiếp tục đó thì Lành dừng lại hết toàn bộ và trở thành một cái người kinh doanh truyền thống, đó là đi làm cho một cái tổ chức ở Việt Nam. Nhưng mà sau cùng thì cũng được đánh thức lại. Rồi cuối cùng là cũng dừng lại khi mà cái đỉnh cao mọi người mơ ước đến cái vị trí đó thì Lành dừng lại. Và tất cả những cái gì đó thì Lành cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời lời cảm ơn chân thành nhất đối với vợ chồng của anh Đinh, người mà đã kích hoạt, Lành dùng cái từ rất là chính xác là nếu như Lành không được kích hoạt vào 7 năm trước đó thì tới giờ này Lành cũng không không ở Việt Nam sẽ không có công Lành Cao nào hết. Và các anh chị biết đó là cái sự kích hoạt này rất đơn giản. Lành hay kể là những câu chuyện cho những anh chị em bên Việt Nam nghe đó, là khi anh Đinh ảnh 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 chạy Lành đó thì không có chung mà trong một cái lớp học có chung thì có 50-70 người, tất cả mọi người đều đẹp trai đẹp gái, thắt cà vạt, bằng áo sơ mi xịt nước hoa. Còn bản thân là một cái người đến rất là sợ, bởi vì không có đầy đủ giày dép, không có đủ quần áo, đầu tóc thì lùi xùi. Và những cái buổi mà anh Đinh dạy đó thì thường là những quán ăn,
Nên đưa lành đi ăn những cái nơi phải nói là không thể nào ăn được, tại vì nó rất là sang trọng và không thể đủ đủ trả tiền. Nên cho lành lên những cái tòa nhà cao ốc nhìn xuống Sài Gòn, đưa ra những cái khu ngoại ô, đó là cái quán ăn mà tới giờ này vẫn còn nhớ, hai thầy trò ngồi ăn một cái bàn ăn, mình nghĩ là khoảng chừng 6 người đó, kêu đồ ăn rất là nhiều. Nhưng mà anh nói không phải mình chỉ thưởng thức thức ăn chứ không phải là mình ăn, và chỉ có hai thầy trò ngồi mấy tiếng đồng hồ ở ngoài cái khu Bình Với Thanh Đa. À, từ những cái bữa đó thì nó cho mình thấy đó là cái cuộc sống nó sẽ sung túc hơn, nó sẽ tốt hơn khi mình chọn cái ngành nghề này như thế nào. À, quay lại cái chuyện mà khi lần có mặt ở Mỹ đó thì các chị cũng biết là khi dừng lại tất cả những công việc và theo anh Đinh để mà đi theo cái con đường này đó thì anh Đinh đã đi trước 1 năm rồi. Cái vấn đề ở đây không phải là tin vào công ty hay là tin vào sản phẩm, các chị có tin được điều này không? Có rất nhiều lần mình đã chia sẻ đó, là làm sau 6 tháng làm với Nutrin là mình không hiểu được, mình không biết thông suốt được về cái success plan, tức là về cái sơ đồ trả thưởng, mình cũng không biết. Các chị có thể là không tin, nhưng mà có một lần nào đó nói chuyện với chị Dung, các chị hiểu. Mỗi lần mà quay về đi chinh chiến thị trường ở tiểu bang này, tiểu bang kia, xong rồi quay về ở North Carolina là gọi là cái đảo lẫn danh đó. Thì quay về thì thường là sẽ ngồi với chị Dung nhiều và hỏi chị Dung ơi, trả thưởng như thế nào? Tại sao là 5%, tại sao là 10%, tại sao là maximize, tại sao rất là nhiều. 5-6 tháng sau lần vẫn không hiểu được đó. Và còn sẵn với cánh chị biết đó là làm sau gần 6 tới 8 tháng sau đó thì là mới biết được vài cái tên của sản phẩm. Vài cái tên của sản phẩm. Nói một cách khác đó, mình không may mắn như cánh chị là ở ngay ở nước Mỹ. Nói ra một cái tên sản phẩm sẽ nhớ. Hoặc là bắt đầu với công việc một cách đơn giản, quá dễ dàng. Và cánh chị quá dễ dàng đón nhận thì có một số anh chị cái gì đón nhận dễ đó thì cũng chia tay rất là dễ. Còn lành rất khó khăn để đón nhận nó thì lành rất là trân trọng và quý nó, cho nên là luôn luôn theo đuổi nó. Và cuối cùng thì sau nhiều lần đó, như nãy giờ anh Đinh nói đó, có rất nhiều lần nói là có thông tin nhưng sau đó lại không có thông tin, nhiều lần nói là sẽ có thông tin rồi sau đó lại sẽ là chờ, và cứ liên tiếp như vậy. Mỗi lần mỗi cái cơn sóng nhẹ nhàng đi qua như vậy thì một số người bạn của lành họ lại tạm dừng lại, và rất nhiều người gần như là không còn người nào tiếp tục theo theo đuổi đó. Các chị biết là lành đã từng tổ chức ra rất nhiều anh chị đưa thẳng qua Mỹ đó, đến đến công ty tham quan cái tour, rồi tham quan phòng thí nghiệm lab, rồi tham quan kho hàng công ty sự kiện, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng cũng tạm dừng, bởi vì không có cái ngày, không có ngày để họ họ nhìn tới để mà họ tiếp tục họ làm cái gì đó để chờ cái ngày đó. Nhưng mà hôm nay thì một cái ngày rất là vui và là nghĩ là rất là trân trọng để thông báo, và cảm ơn anh Đinh với Dung một lần nữa là để cho lành nói cái câu này đó. Thì lành là người là nghĩ là người Việt Nam đầu tiên trong cái nhóm Nu Việt đó đến thẳng cái tòa nhà này. Tòa nhà này thì lành không không ngại là gửi cho các anh chị, bởi vì lành không có chụp cái địa chỉ đó, lành chụp cái tòa nhà đó, lành có quay lại một đoạn. Và khi đứng dưới cái tòa nhà thì thật sự là cái cảm xúc rất là lớn. Nó cho làm thấy như là những năm trước khi làm bắt đầu về một công việc cũng vậy. Khi mình chờ đợi với một gì đó nó vô vọng, nó không có. Nhưng mà mình chỉ tin vào một điều. Các anh chị biết là khi làm tham gia với Nutrien là tin vào anh Đinh chị Dung, chứ không phải là tin vào sản phẩm, bởi vì mình chưa dùng sản phẩm. Thì không biết nó tốt như thế nào. Anh tin vào anh Đinh chị Dung là làm được thì làm nghĩ là làm được. Chứ là không biết là cái chính sách công ty nó trả bao nhiêu tiền và trả như thế nào, không biết. Cho nên trong 5 cái cơ sở niềm tin đó, một là tin vào cái ngành kinh doanh, hai là tin vào công ty, ba là tin vào sản phẩm, bốn thì tin vào cái người đỡ đầu, và năm là tin vào chính mình đó. Thì lành có ba cái là thứ nhất là tin vào cái ngành kinh doanh này, thứ hai là tin vào người đỡ đầu, và cái thứ ba là tin vào bản thân mình sẽ làm được, và chính vì vậy cho nên là quyết định. Và hôm nay thì lành muốn cho anh chị biết đó là cái tòa nhà này nó nằm ở một cái con đường đẹp nhất của Sài Gòn. Ở Sài Gòn có rất nhiều con đường, các chị đồng ý không? Sài Gòn tới giờ phút này thì rất là nhiều quận huyện và các cái tỉnh thành, các cái thành thị vùng ngoại ô. Nhưng mà đặc biệt đó, thì cái con đường này là con đường duy nhất ở Sài Gòn cho đến giờ phút này nó không có dây điện. Các chị biết là ở Sài Gòn rất nhiều con đường chằng chịt dây điện và dây điện thoại, thì riêng cái con đường này là con đường mà nó không có dây điện, nó được chôn ngầm hết. Và con đường này là con đường 2 chiều, rất là đẹp. Ở Sài Gòn một số công ty không có may mắn đó, công ty em đó, công ty networking á, khi người ta đến đó người ta không có thuê được cái location như vậy, cái địa điểm như vậy đó, thì bắt buộc người ta phải chọn con đường 1 chiều. Và con đường 1 chiều thì nó hơi bất tiện cho một số cái sự di chuyển và một số cái anh chị em khi đến làm việc. Đây là con đường mà lành nghĩ là nó đẹp nhất trong những cái con đường. Và cho đến giờ phút này đó thì cái đại bản doanh của Nuskin ở Việt Nam đó thì lành nghĩ nó đang đứng thứ nhì. Tại vì nó có một cái có một công ty trước đó, nó có một cái nhà lớn rất là lớn và nó đang là cái vị trí số 1 đó. Còn tất cả hơn 60, tức là tại Việt Nam đang có 63 công ty, thì 63 công ty chính thức có giấy phép đó. Còn những công ty nhỏ hơn thì người ta vừa làm thương mại điện tử vừa làm đó, thì giấy phép họ cái chính thức là cái ngành này. Thì các anh chị biết đó là với những mấy chục công ty như vậy đó, thì họ đều có những cái tòa nhà chung thôi. Họ thuê một cái tầng nào đó trong cái building, họ thuê một cái tầng nào đó trong cái office nào đó thôi. Thì riêng Nutrien nó đang đứng riêng biệt một cái tòa nhà
to bắt vượng, mình phải cảm thấy rất là hãnh diện khi mà mình sẽ nói với ai đó là mình đang đại diện cho một công ty, tôi đang làm trong cái tòa nhà đó, tôi đang các anh chị có thể đến cái địa chỉ đó để liên lạc để gặp tôi. Các anh chị sẽ rất là hãnh diện về điều này, tin này rất là nóng bỏng các anh chị. Và khi mà biết được cái tin này đó thì có thể là nó cũng đang là 1 hoặc 2 giờ sáng rồi, cách đây 3 ngày thì chính xác hơn, thì là đã gửi cái thông tin này lập tức vào về cho anh Đinh và chị Dung là hai cái người làm thông báo đầu tiên đó. Thì lập tức chị Dung gọi lại và chị Dung cũng có cảm xúc giống như lành đó, là không ngủ được. Hai chị em đã nói chuyện với nhau rất là nhiều qua điện thoại. Cái điều này là mọi người, không phải là chỉ có lành anh Đinh chị Dung đang chờ đợi, mà tất cả cộng đồng người Việt đang chờ đợi điều này. Nếu như mình đã có được cái thông tin này đó thì bây giờ cái kế hoạch của mình là như thế nào, đúng không ạ? Điều mà diễn biến tiếp theo đó là lành tin chắc nó sẽ xảy ra những cái làn sóng, xảy ra những cái sự kiện, xảy ra một cái biến cố tại thị trường Việt Nam. Là đã chứng kiến 2, thậm chí là 4 công ty, là chứng kiến 2 tham gia vào 2 công ty vào thời kỳ đầu và chứng kiến thêm 2 công ty khác không tham gia. Thì các anh chị biết đó, là dự kiến nhìn bằng mắt nhìn thấy 4 cái tập đoàn nó vào và nó làm xáo trộn cái thị trường Việt Nam, nó làm thay đổi cái nền kinh tế của Việt Nam đó. Thì là muốn cho các anh chị thấy cái điều này nó sẽ xảy ra trong tháng 3 năm 2012 với Nukin tại Việt Nam, và cái này nó sẽ có một cái sức công phá nó lớn gấp 20 lần. Đây là sự nhận định của lành, không có phải là nói nó tăng quá lên, nhưng là đang có một cái niềm tin rất là lớn là như vậy. Các anh chị hình dung nha, những công ty kia đó thì người ta vào Việt Nam gần như là những sản phẩm rất là bình thường, những cái sơ đồ kinh doanh, cái chính sách trả thưởng cũng rất bình thường, và họ đến Việt Nam khi mà họ cũng bình thường, tức là không có một cái sự đột phá, không có một công nghệ, không có một cái sự mà biến đổi nào đó trên cái thị trường thế giới mà họ vào, tức là họ mở trên thị trường Việt Nam giống như là họ mở thêm một thị trường thôi, không có gì. Thì bây giờ đó mình đang có 3 cái khác. Cái khác thứ nhất là mình đang là những cái người gây tiếng vang trên thị trường thế giới về cái chất chống lão hóa. Ở thời gian của mình đang là number one. Và ông Trochen, ông đã chứng minh được cho thế giới rằng đây là cái chất mà nó có thể làm kéo dài cái tuổi thọ của mình ra từ trong DNA, từ trong cái gen của mình. Như vậy đó, thì đây là cái đầu tiên mình có, công nghệ độc đáo. Cái thứ hai đó, các anh chị hình dung nha. Cái thứ hai là hầu như tất cả các cái leader ở Việt Nam, gọi là những cái thủ lĩnh trên thế giới đó, trên 52 quốc gia hiện nay, người ta đang nhìn về một nơi, người ta đang dòm ngó về một nơi, đó là thị trường Việt Nam. Thị trường Việt Nam là một thị trường rất là béo bở, phải nói thị trường Việt Nam là một thị trường rất là béo bở. Tất cả các công ty khi đến Việt Nam thì sự đột phá chỉ xảy ra trong vòng 1 đến 2 năm thì lập tức đột phá. Bây giờ các anh chị có thể để ý, và sau đó khoảng 6 tháng sau hay là 1 năm sau chúng ta sẽ gặp lại và chúng ta sẽ nói chuyện và nhắc lại câu nói này. Tức là Nukin vào Việt Nam thì Việt Nam đang xếp cái top, đó là nước thứ 53. Nhưng mà mình muốn cho các anh chị biết, chỉ trong vòng 1 đến 2 năm thôi, và mình tin chắc nó xảy ra trong năm thứ nhất, là Việt Nam sẽ vào trong cái top từ 1 đến top 6. Từ top 1 đến top 6, chứ không thể nào nằm trong cái top mà 52 đâu. Các anh chị nhớ nha. Bây giờ khai trương Việt Nam là thị trường Việt Nam đứng trên là nước khai sinh ra thứ 52, 53. Đúng không? Nhưng mà chỉ trong vòng 1 năm, và nếu chậm đó thì là năm thứ 2 thôi, thì Việt Nam sẽ vào trong cái top 6. Từ 1 đến 6. Và điều này nó sẽ xảy ra. Các anh chị sẽ thấy nha. Và sẽ nghe lại và chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này. Chính vì yếu tố này đó, cho nên tất cả các chuyên gia kinh tế, tất cả những người mà họ có cái sự suy luận về thị trường, về chiến lược thị trường và về cái phân khúc thị trường, cũng giống như là nhận định về cái tổng quan cho thị trường của châu Á và đặc biệt là Việt Nam, thì không ai chịu ngồi yên các anh chị. Không ai chịu ngồi yên. Và bây giờ chúng ta đang có lợi thế nào? Cái thứ ba mà là nhận định mà Nukin vào và khác biệt với những công ty khác, đó là cái sơ đồ chính sách trả thưởng. Hiện nay thị trường Việt Nam đang đi vào cái làn sóng mà 20 năm trước ở Mỹ, những cái gì đó đang xảy ra ở Mỹ 20 năm trước, những cái gì đang xảy ra ở Thái Lan, ở Hồng Kông, ở Indonesia, ở Nhật Bản 10 năm trước, thì bây giờ nó đang xảy ra ở Việt Nam. Đó là Việt Nam đang nhập nhằng về nhiều cái công ty đổ bộ vào, phải dùng cái từ là đổ bộ vào rầm rộ với những cái dạng sơ đồ kinh doanh hai chân. Và điều này nó đã xảy ra ở Mỹ rất là lâu rồi, và người ta gần như người ta quên đi cái chuyện đó, bởi vì người ta không chấp nhận, gần như người ta không thích. Có rất nhiều lần là nghe anh Đinh Dị Dung nói là khi mà hỏi đó, là hôm nay anh chia sẻ tôi về cái cơ hội kinh doanh, như vậy anh cho tôi biết là nó là dạng kinh doanh gì. Mà nếu mình nói ra cái chữ binary đó thì lập tức người ta đứng lên trả tiền cà phê và người ta đi về, người ta không muốn nghe. Có thể là người ta mất luôn tình cảm bạn bè, nhưng người ta sẽ không bao giờ chọn cái như vậy. Thì ở Việt Nam hiện nay người ta đang xảy ra làn sóng đó. Và khi nó đang xảy ra như vậy đó thì nó cần có cái gì đó riêng biệt, nó cần có gì đó chứng minh, nó cần có gì đó nó khẳng định đó. Thì Nukin nó đến và nó một sự khẳng định. Thay vì những dạng sơ đồ giống như chúng ta đó, các anh chị biết đó, là xuống sâu chỉ có 3, thì mình xuống sâu tới 6. Các anh chị nhớ nè, ví dụ như người ta xuống đó là 6, 3, 2. Cái đời trực tiếp người ta được 6, thì đời thứ 2 được 3, đời thứ 3 được 2, và người ta stop.
Và gần như nó không nén có nghĩa là người trên bị đứt ở nửa, ở giữa đó thì nó không dùng được nhiều bonus và nó sẽ dùng về công ty. Và thường những cái sơ đồ như vậy công ty là người có lợi. Và nó đã tồn tại ở Việt Nam là 3 công ty như vậy. Còn lại đó, những công ty khác giống sơ đồ của chúng ta thì người ta chỉ trả đời trực tiếp 4, đời gián tiếp thứ 2 đó chỉ có 1, đời thứ 3 đó là 0,5 và đời thứ 4 là 0,25%. Một người bạn, một người em rất thân của Lành và cũng là người đệ tử của anh Đinh đó, thì hiện nay đang làm ở một công ty mỹ phẩm đó. Anh làm 7 năm với một công ty, ngày xưa là đời trực tiếp của Lành đó. Thì bây giờ anh nhìn vào cái này anh không tưởng tượng được, bởi vì anh đã làm 7 năm với một cái sơ đồ mà nó chỉ trả trực tiếp chỉ có 4, gián tiếp có 1, và cái tầng thứ cái level thứ 3 đó chỉ có 0,5 và sau đó là 0,25%. Thay vì mình trả sâu xuống 6 lần, 6 cái level như vậy và 5 năm thì làm chung. Và đây là cái yếu tố thứ 3 mà Lành khẳng định nó sẽ tạo thành một cái cơn sóng bùng nổ và nó quy tụ tất cả những người mà đang có cái mong muốn thay đổi, đang kinh doanh với cái ngành này sẽ đổ về, tập trung về. Và cái tòa nhà này mới xứng đáng và xứng tầm để mà tất cả những cái thủ lĩnh lớn đó người ta sẽ làm việc ở đây. Rồi nhìn thấy cái con đường, nhìn thấy cái đại lộ, nhìn thấy cái là thật sự là rất hấp dẫn. Nó nằm ngay giữa cái trung tâm của quận, ngay giữa cái đường chính trục chính trung tâm của quận 3. Và khi nào mà có thể thì mình sẽ cho các anh chị thấy cái hình, thì mình chỉ chụp cho các anh chị thấy được cái tòa nhà và mình chỉ giấu đi cái địa chỉ đó. Thì bây giờ nó hơi nhạy cảm mà là không được phép nói đó, nhưng mà cái chính xác đó là công ty người ta đang chuyển tất cả máy móc về đây và người ta đang thuê một cái công ty bảo vệ để mà bảo vệ cái tòa nhà, bảo vệ tất cả những cái thiết bị máy móc để trong cái tòa nhà này. Và nó thật sự rất là đẹp các anh chị, nằm ở một cái location, nằm ở một cái địa điểm đó, nằm ở một cái địa điểm phải nói là rất là tuyệt vời. Và gần như là ở Sài Gòn có rất nhiều cái con đường, thì con đường này là đánh giá là đường đẹp nhất. Đây là những cái thông tin mà nóng bỏng là muốn đưa đến các anh chị. Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong khi mà chúng ta có thông tin này, đúng không ạ? Để chuẩn bị cho cái thông tin này đó thì Lành có đang bàn bạc với anh Đinh và sẽ đi đến một cái thống nhất nhanh đó, là chúng ta phải làm một cái gì đó trước khi mà chúng ta bắt nhịp vào. Như vậy chúng ta đang có những cái móc bây giờ đó, móc mà bây giờ đến Tết đó thì người ở bên Việt Nam người ta đang chuẩn bị là chỉ còn một tháng để mà làm việc hoặc là sinh sống thôi. Sau khi người ta tập trung cho gia đình, bởi vì ở Việt Nam văn hóa Tết rất là nặng nề và người ta phải lo cho gia đình về quê Tết. Rồi sau Tết đó thì nặng nề thêm tới 2 tuần nữa, cũng bị dịch rồi bắt nhịp kịp. Thì giờ chúng ta hãy loại ra cái thời gian đó. Thì bây giờ cái thời gian trước Tết đó, chúng ta còn là thời gian tháng 12. Trong tháng 12 chúng ta có một cái thời điểm Noel, thì nó chỉ kéo dài trong vòng khoảng 1-3 ngày thôi. Nhưng mà vấn đề là muốn đó là sẽ tăng cái thời lượng mà chúng ta sẽ làm việc trong cái tháng 12 lên. Có thể là một tuần sẽ thêm hai buổi nữa. Một tuần sẽ có thêm 2 buổi nữa. Và hai cái buổi đó mình sẽ nói nhiều hơn về cái cơ hội kinh doanh. Để giúp cho tất cả những anh chị ở Mỹ và ở các nước đó lập tức mời những người Việt, những người thân của mình để mà tham gia vào. Các chị ở bên nước ngoài, khi chúng ta có được cái thông tin này đó, có thể mời tất cả những người thân, bạn bè, bà con của mình ở bên Việt Nam, bất cứ nơi nào, chỉ cần có một đường link và một cái máy tính vô đường truyền đó, chúng ta lập tức tham gia vào. Như vậy đó, các chị sẽ có được cái cơ hội là thường xuyên mời vào. Mình sẽ cho các chị biết cái 3 bước. Thứ nhất là mời vào để nghe, sau đó thì sẽ liên lạc và trực tiếp với Lành ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Việt Nam. Sau đó cái bước tiếp theo đó là dùng những cái người đó để tiếp tục mời những người khác. Tức là đầu tiên là mình mời trực tiếp, sau đó giúp cho những người đó mời trực tiếp, tức là mình đang mời gián tiếp. Và cứ liên tiếp như vậy thì cái sự mà nhân rộng lên nó rất là nhanh. Và cái mốc thứ hai là sau Tết. Thì sau Tết đó, mình muốn làm với bạn Vinh Đinh đó, là sẽ nhồi lên. Không phải là một tuần mà bây giờ chúng ta đang có một tuần là chỉ có một buổi ở Việt Nam thôi. Thì sau đó thì một tuần sẽ có 3 buổi ở Việt Nam. 2-3 buổi ở Việt Nam. Thì sau đó sau Tết đó, thì bắt đầu sẽ tăng lên là mỗi ngày ở Việt Nam sẽ có chương trình, mỗi ngày chương trình ở Việt Nam sẽ có cái presentation, mỗi ngày sẽ có được chương trình webinar, mỗi ngày như vậy. Và gần như các chị chỉ cần là gọi người và chăm sóc người qua email, qua điện thoại, và kéo người, gọi người, kéo người, chăm sóc email qua điện thoại, và các chị lập tức sẽ tạo được trước một cái nguồn lực lượng, một cái nguồn nhân lực. Mà khi trong tháng 2 hoặc là trong giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đó, các anh chị sắp xếp thời gian và nghĩ là các anh chị không có đi nhiều được, các anh chị có thể đi trong vòng là 2 tuần, 3 tuần hay 1 tháng đó, các anh chị quay về Việt Nam đó, thì các anh chị có sẵn ngay một cái nhóm người, và những cái nhóm người đó các anh chị cần kéo họ vào trong những cái chương trình mà Lành với lại nhóm anh Đinh và Alan Nagao sẽ làm tưng bừng trong cái khi công ty khai trương đó, thì cái kết quả thành công Lành đang dự đoán là nó sẽ ngoài sức tưởng tượng. Như vậy có 2 cái để chúng ta chuẩn bị. Thứ nhất là các anh chị phải sắp xếp cái thời gian để chúng ta dành thời gian nhiều cho cái thời kỳ bắt đầu. Các anh chị nên nhớ nha,
thời kỳ bắt đầu của thị trường Việt Nam nó sẽ tạo thành làn sóng. Ai chăm chỉ và nghiêm túc bắt đầu đó thì các anh chị gieo được những cái hạt giống, thì sau đó các anh chị sẽ có được những cái đám cây đám rừng tốt, và các anh chị sẽ gặt hái được những cái thành quả đó, lao động của mình ban đầu. Còn nếu chúng ta làm hời hợt bằng cách sơ sài lúc ban đầu đó thì các anh chị sẽ khó để có được cái kết quả lớn. Khi mà công ty nó đi vào giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà nó bùng nổ, giai đoạn thứ ba nó sẽ định vị, và giai đoạn thứ tư nó sẽ duy trì. Và chúng ta biết đó là từng giai đoạn nó chuyển biến mà chúng ta đều có người chúng ta tăng trưởng đó, thì chúng ta mới chiếm lĩnh được cái thị trường. Nói một cách khác là các anh chị cần có bao nhiêu phần trăm trong cái thị phần của Việt Nam bây giờ đang là zero, đang là một thị trường trống hoàn toàn. Chúng ta biết rằng đó thị trường Việt Nam nó sẽ có là 100%. Như vậy cái đội nhóm luôn về chúng ta cương quyết lấy bao nhiêu phần trăm trong đó, và mỗi cá nhân các anh chị có mặt trong cái webinar hôm nay lấy được bao nhiêu phần trăm cái thị phần trong cái tổng số của Nuviet sẽ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thì các anh chị biết nó sẽ là một con số khủng khiếp. Tại sao? Tại vì một người Việt Nam khi tham gia thì họ không đơn giản, họ chỉ giới thiệu những người bà con và bạn bè của họ, họ có thể giới thiệu ra những người ở miền Tây, miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Sau đó tất cả những người giới thiệu đó họ đều có thân nhân bạn bè sống sinh sống ở nước ngoài, đó là những nước ở châu Á, những nước ở châu Âu và những nước ở Mỹ, thì họ lại tiếp tục kết nối. Như vậy nếu các anh chị giới thiệu từ một người Mỹ, người Việt ở Mỹ giới thiệu về người Việt Nam, thì các anh chị có hy vọng đó sẽ có mở ra một cái hệ thống rất là lớn. Lấy ví dụ, khi làm đến ở Mỹ đó, cho tới giờ này thì ở Mỹ trực tiếp là giới thiệu chỉ có 6-8 người trực tiếp thôi. Và cái điều này thì các anh chị đã nhìn thấy nè, và là muốn các anh chị hãy nhìn lại nè, nhìn lại cái hệ thống của mình. Từ 6-8 người trực tiếp đó, thì bây giờ họ back away gần hết rồi. Và cái công lớn nhất là muốn nói đó là anh Đinh và chị Dung. Tại vì anh Đinh và chị Dung mà không chăm sóc, không nuôi nấng, không có tiếp tục đó, thì hầu như là những cái người ở Mỹ của Lành sẽ quýt hết, sẽ bỏ cuộc hết. Bởi vì Lành chỉ là cái người mà mang họ vào thôi, không có thời gian chăm sóc. Và anh Đinh với chị Dung mới chính là những người chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ và định hướng, cũng như là đưa đi một đoạn đường xa như vậy. Cho nên các anh chị nhớ, khi các anh chị giới thiệu một người đó thì nó sẽ ra bao nhiêu. Bây giờ các anh chị Lành sẽ cho các anh chị thấy. Từ 6-8 người trực tiếp của Lành ở Mỹ đó, thì bây giờ đó Lành đang có khoảng chừng 4-5 ngàn, tới bây giờ Lành không đến được. Cái con số Lành đang thấy với chung chung mà Phượng Lê, Tony Tạ, Alex Nguyễn hay là Phượng Vinh Chu Thà với lại Hương bên Maryland, chị Dung Minh Linh cho biết đó là con số này nó đang là khoảng 4-5 ngàn, mà tới giờ này là không biết nó chính xác là bao nhiêu. Bởi vì các anh chị cũng biết rồi, vị trí của Lành hiện nay nó không nhìn xuống sâu hết được 6 cái level như vậy, cho nên là không có thấy được hết. Nhưng mà các anh chị biết đó, chỉ một vài người là nó ra mấy ngàn người, thì như vậy các anh chị cần biết là chúng ta có cần kiếm bao nhiêu người ở Việt Nam để chúng ta ra bao nhiêu ngàn người, đúng không ạ? Đây là cái con số mình cho các anh chị biết. Vấn đề thứ hai, khi chúng ta đến Việt Nam, chúng ta cần, Việt Nam là một đất nước nó gánh nặng về văn hóa, phong tục tập quán và giá trị kinh tế, cho nên các anh chị cần phải biết là chúng ta cần phải có một cái bộ mặt. Các anh chị biết là Việt Nam là một cái đất nước nó hình thức, cho đến giờ phút này vẫn là như vậy. Bản thân mình nếu đi đến gặp khách hàng, chắc chắn là sẽ trang bị cho mình một cái bộ mặt. Tức là các anh chị biết đó, ngay từ khi mà làm bắt đầu về Sài Gòn thì đã biết được cái vấn đề này của người Việt Nam, đặc biệt là những người ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Tức là người ta nhìn vào bên ngoài trước, sau đó mới nói tới cái chuyện là bên trong anh có cái gì, anh hợp tác tôi cái gì, anh cần cái gì, hỗ trợ gì, trao đổi gì, buôn bán gì, giao dịch gì. Như vậy đó, các anh chị cần phải có cái gì để mình về nói chuyện đó. Các anh chị không thể nào nói là tôi mới vừa tham gia trong vòng 2 tháng và tôi đang học hỏi, thì các anh chị không bao giờ record được ai, chúng ta không bao giờ ảnh hưởng được ai, chúng ta không bao giờ có một kết quả thành công cả. Các anh chị nhớ nha, các anh chị dù tham gia bao lâu nó không quan trọng, nhưng vấn đề các anh chị là ai, cái điều đó quan trọng. Nên là muốn đó, bây giờ chúng ta đang có đủ thời gian, chúng ta đang có đủ thời gian để các anh chị làm cái công việc là trở thành Ruby. Thấp nhất là các anh chị phải trở thành Ruby. Cái điều mà nhà mình muốn đó là tất cả những anh chị em nào trong cái webinar, trong cái comment call sáng nay đó, ở bên Mỹ là tối nay đó, thì các anh chị nên nhớ là chúng ta phải từng tăng cái level của mình lên. Các anh chị hãy là Diamond, chúng ta hãy là True Diamond. Và nghĩ là trong thời gian mà bây giờ đến tháng 3 đó, chúng ta có đủ thời gian để chúng ta làm điều này. Cho nên các chị nhanh chóng làm cái điều này. Chúng ta hãy làm cái điều này, bởi vì cái điều này nó cần khi chúng ta về Việt Nam. Chúng ta phải đặt câu hỏi đó là chúng ta có muốn thị trường Việt Nam không? Chúng ta có thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ có nhiều thị trường khác, đúng không ạ? Như vậy chúng ta muốn có thị trường Việt Nam thì chúng ta làm gì? Cái điều mà chúng ta cần làm là trang bị cho mình. Ngay từ lúc này đó, các anh chị gửi những thông tin về Việt Nam hay là giới thiệu về thông tin ở Việt Nam, đó là cái việc mà đang làm song song thôi. Nhưng mà cái chính các anh chị cần chuẩn bị và đầu tư vào ngay bản thân mình ngay từ thời này. Đầu tư cái gì và làm như thế nào đó, các anh chị lập tức thường xuyên theo dõi cái chương trình hiện nay hoạt động của Nuviet đang rất sôi động. Đang có rất nhiều cái chương trình. Bản thân mình bây giờ là cảm thấy là chạy đến rút, là không có đủ thời gian. Tối hôm qua là thức 3 giờ rưỡi và nói chuyện với một số người trên Facebook đó. Thì là có gặp một cái anh tên là Lão Ta gì đó. Anh cũng nói chuyện rất là nhiều và anh nói là ủa tại sao giờ này 3 giờ mấy rồi anh còn thức. Mình nói là cái vấn đề là giờ này mình sẽ không ngủ. Tại vì mình nghĩ là sau này mình sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ. Còn bây giờ là mình chỉ dành toàn bộ thời gian để mình xây dựng. Mình đang muốn đào một cái chiến địa
là muốn tạo thành một cái bệ phóng thật là lớn và chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp tất cả những người con trong nước Việt trở về, và sẽ phối hợp để mà chúng ta chiếm lĩnh cái thị trường, chúng ta mở rộng cái thị phần và chúng ta sẽ khuếch trương cái chữ nước Việt ở trên thị trường Việt Nam và sẽ nhân rộng ra ở các nước trên thế giới. Cái lộ trình mà lành với anh Linh và tất cả các anh chị em đang bàn với nhau đó là sẽ xây dựng cái thị trường Việt Nam xong thì sẽ đánh ngược ra châu Úc và sẽ đến châu Âu. Lành sẽ còn châu Âu hiện nay là đã kết nối được một cái nhóm ở Đức rồi. Và Lành đang nghe anh Linh với lại các nhóm như An hay là nhóm của Phường Lê, nhóm của một số anh chị bên đó cũng đang có một số thị trường ở châu Âu. Như vậy chúng ta sẽ có cái vấn đề đi, lộ trình đi rất rõ và chúng ta đang có một kế hoạch rất là lớn. Thì còn lại là các anh chị hãy xác định hôm nay chúng ta nghe cái thông tin này thì chúng ta nhận nó như thế nào. Các anh chị hãy viết xuống 4 câu. Thứ nhất là chúng ta có đồng hành với nó hay không. Thứ hai, các anh chị viết cái câu thứ hai là chúng ta sẽ làm gì với cái thông tin mà tối nay chúng ta nghe. Sau đó chúng ta cần phải viết ra cái cuốn cụ thể là khi nào chúng ta sẽ bắt đầu với cái mà chúng ta đang nghe tối nay. Và cái sau cái cuối cùng đó là chúng ta phải viết ra là chúng ta muốn cái gì. Chúng ta biết được 4 cái câu này thì làm tin chắc các anh chị sẽ không bao giờ ngủ ngon. Các anh chị không bao giờ ăn ngon vào thời điểm này. Chúng ta đang làm một cái gì đó cho cộng đồng, chúng ta đang làm gì đó cho tất cả những người Việt Nam, chúng ta đang làm một cái gì đó cho bản thân và gia đình, nói xa xôi hơn đó, chúng ta đang xây dựng cho một cái tương lai. Cho nên là mong các anh chị một cách nghiêm túc đó, chúng ta cần phải phối hợp và sẽ triển khai với nhau. Lành sẽ là một cái viên gạch trong cái nu Việt Team và sẵn sàng đón tiếp các anh chị, xây dựng và chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm, kiến thức. Tất cả những gì Lành có hôm nay thì cũng do từ một sư phụ anh Nguyễn Phi Dũng, đó là Đinh Nguyễn, tạo dựng cho Lành. Thì Lành cũng muốn trao lại cho tất cả các anh chị một cách nghiêm túc. Mình muốn nói với các anh chị rằng chúng ta đang đi vào một làn sóng đúng, chúng ta đang chọn vào đúng một cái công ty, và chúng ta đang đi vào, may mắn là chúng ta đang đi vào đúng cái thời điểm. Cho nên Lành hy vọng là chúng ta phải nhận được cái gì đó tốt nhất. Câu nói cuối cùng Lành muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái người thành công đó là người nhận được kết quả cao nhất trong cái thời điểm tốt nhất, và bây giờ là thời điểm của chúng ta. Cảm ơn anh Linh và cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Okay, Lành, có thể nói là đây là một trong những cái conference call hay nhất từ trước tới giờ của mình. Mặc dù cái này mình nghĩ là trong mấy ngày vừa rồi đó, và mấy anh chị vừa nghe Lành nói xong đó, mình mong là tối hôm nay mấy anh chị ngủ ít lại chút. Tại vì cái tin này đó mấy anh chị, mấy anh em mình chờ lâu lắm rồi nha. Và cái thời điểm Nu Skin nó vào Việt Nam nó đúng vào cái lúc mà người Việt Nam người ta đang mong ngóng. Thành ra một số mấy anh chị đã join một năm, hai năm, một số mấy anh chị vừa mới join, đặc biệt là một số mấy anh chị mà lâu nay đó mình cứ tưởng chừng như cái business của mình không có take off được đấy. Thì đây là cái ngọn sóng mà chị. Trước khi mà chỉ như là ngoài cái ngọn sóng của Nu Skin với lại của A-Slot, của nhiều thứ khác đó, mình có một cái ngọn sóng. Mình có thể nói là ngọn sóng ngầm này nó chỉ xảy ra trong cộng đồng cho một số anh em người Việt mình thôi. Đó là cái biến cố mà Nu Skin mở cửa thị trường Việt Nam. Chỉ trong vòng vài tuần nữa đấy. Mình tính theo tuần nhưng mình tính theo tháng thôi anh chị. Chỉ trong vòng vài tuần nữa thôi. Thành ra để vắn tắt đó, mình có bàn với lại một số anh em ở đây về cái chương trình đấy. Mình có hai khối mà chị. Mình có hai khối người mà mình cần phải approach đó. Đó là khối người Việt ở Việt Nam và cái khối lớn của người Việt nó nằm ở hải ngoại đấy. Thành ra mình sẽ có nhiều cái chương trình webinar đó để nhắm vào hai cái đối tượng này. Tức là mình sẽ có liên tục những cái webinar thường xuyên về vấn đề nói về cái cơ hội và đặc biệt là training để mà giữ người đó, giữ người Việt Nam ở Việt Nam. Và ở ngoài này đó, mình sẽ có thêm một cái đợt webinar khác. Mình sẽ làm thường xuyên mỗi ngày với anh chị. Nếu mà cái đợt khoảng chừng từ tháng 2 trở đi đó, mình sẽ làm liên tục mỗi ngày, nếu mà không nói là hai lần mỗi ngày, nhắm vào cái cộng đồng người Việt đó ở khắp mọi nơi trên thế giới đó. Thành ra đây là một cái chiến lược cái năm mà mấy anh em mình cũng đã chuẩn bị cả mấy năm rồi mấy anh chị. Mình đã chuẩn bị chuyện đó về vấn đề tinh thần, mình đã chuẩn bị về vấn đề những cái phương tiện đó để hỗ trợ cho tất cả các anh chị đó. Và những cái chuyện như vậy mình đã sẵn sàng. Thành ra đó, mình không ngạc nhiên đấy. Là nói về cái vấn đề mình chiếm lĩnh thị trường đó thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên đó mấy anh chị. Mình sẽ không chấp nhận, mình sẽ không chấp nhận để cho bất cứ group nào đó người ta có thể lấy được cái thị phần đó. Tại vì mình tự tin cái chuyện đó mấy anh chị. Mình rất tự tin về cái chuyện đó. Và dĩ nhiên là trong cái business đó này thì mình phải đối diện với nhiều cái khó khăn đó. Nhất là khi mà cái thị trường Việt Nam nó mới mở, nó sẽ có một vài cái khó khăn. Thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, giống như khi mình dọn vào một cái căn nhà mới đó. Nhiều khi cái ngói nó chưa xong, cái cửa sổ nó chưa có, tối về nó lật. Nhưng mà mấy cái chuyện đó là mình sẽ đã chuẩn bị mấy gì. Mình chấp nhận cái chuyện đó và mình chuẩn bị cái trận chiến này cũng đã lâu lắm rồi. Thành ra nói một cái để cho, nói một cách khác để cho mấy anh chị có một sự tự tin đó, là một số mấy anh em đã chuẩn bị cho cái trận chiến sắp tới đó. Mình chỉ mong là một số mấy anh, mấy chị
nghe cái counting call tối hôm nay, nghe những lời nhắn nhủ của Lành ấy, để cho thấy là cái tương lai của mình nó là một cái, nó có một cái sự quyết định rất lớn, nó nằm chỉ trong vòng vài tuần nữa thôi. Thành ra đó, bắt đầu kể từ ngày mai đó, trong những cái conference call mình sẽ có một vài cái email mình gửi ra đó, để cho mấy anh chị, và mấy anh chị cũng nên thu xếp cái công việc của mình, mấy anh chị có thể ngồi xuống nói chuyện vợ chồng với nhau đấy, và nói là có thể suốt cuộc đời của mình, mấy anh chị có thể những chuyện mà anh chị đã làm trong suốt cuộc đời của mình, có thể những chuyện mà An, Phượng, Tony, Kiệt, một số mấy anh trong bất cứ ngành nghề gì trong quá khứ đó, có thể là chỉ để chuẩn bị cho cái thời điểm tháng 3, tháng 4 khi mà New Skin mở cửa thị trường Việt Nam đó. Và cái đó là một cái vốn, tất cả những cái vốn sống của mình có trong quá khứ, nó chỉ để chuẩn bị cho cái việc New Skin mở cửa thị trường Việt Nam thôi. Và mấy anh chị không nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Cũng giống như khi mấy anh chị ra ngoài nói với mọi người khác đó, mấy anh chị nói là tôi không care là anh join hay không join, nhưng mà tôi mong là anh hiểu được cái tầm quan trọng của cái này. Anh không làm đó, anh phải nói vợ chồng con cái trong nhà hay là những người bà con thân thuộc anh làm cái này, thì không nên bỏ lỡ cơ hội này. Mấy anh chị phải nói sức mạnh, mấy anh chị. Và chính cái đó nó có một cái sức thuyết phục rất lớn. Và thực tế ra là mình cũng không có nói xạo, mình cũng không có nói đau to múa lớn, mấy anh chị. Mà nói rất thật lòng này, là cái cơ hội này là một cái cơ hội rất lớn. Một số mấy anh em mình sẽ có một cái sự thay đổi rất tích cực trong cuộc đời của mình, chỉ vì cái biến cố New Skin mở cửa thị trường Việt Nam thôi. Thành ra một lần nữa đó, mình cũng xin chúc mừng. Mình cũng không có cần phải chờ đợi đó, nhưng mà có thể là mình tin, không phải có thể nữa, mình tin chắc là mình cũng xin chúc mừng đó là Team Elite người Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam, đó là anh Cam, anh Xuân, Phước Lần. Và cái đó là cái mà mình sẽ thấy rất rõ. Và sau đó là một số anh chị em khác đó. Và mình rất là excited về cái convention năm 2013 tổ chức ở Pro Bowl, năm 2012 cho tổ chức ở Pro Bowl đó. Và đặc biệt đó, ngay từ bây giờ mình cũng đã chuẩn bị rồi vào cái convention năm 2013. Lần biết là bây giờ đó là nó lo chuẩn bị là book hotel này. Nó nằm ở Salt Lake City kỳ tới đó, làm sao đó mà mấy ngàn người, mấy anh em phải đi, phải bao mấy chiếc máy bay từ Việt Nam qua đó. Và cái vấn đề mình lên sân khấu như thế nào đó, mình đã mường tượng đó, tối ngủ mình vẫn thấy được cái hình ảnh đó. Và đó là một cái bắt đầu rất suôn sẻ, rất tốt đẹp. Vì thực tế ra mấy anh chị thấy là Lành đã chuẩn bị suốt mười mấy tháng nay, ăn dầm nằm về, giống như là nằm xương nếm mật, để mà nằm gai nếm mật đó, cho tới cái ngày, có cái ngày hôm nay đó. Thật ra một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả mấy anh chị theo dõi cái conference call hôm nay. Nó có một cái ý nghĩa rất đặc biệt, anh chị. Mình sẽ thâu lại cái conference call này như một cái kỷ niệm, để 5-10 năm nữa mình nghe lại cái conference call hôm nay. Và một số mấy anh chị có được cái may mắn tham dự live hay nghe trực tiếp cái conference call hôm nay đó, để mấy anh chị thấy cái tầm quan trọng của cái việc mà mấy anh em mình làm sắp tới. Thành ra trong thời gian sắp tới mấy anh chị nha, và mình sẽ thông báo về soon đó. Mấy anh chị cũng đừng có đâu nóng lắm, mấy anh chị đừng có mua vé máy bay mà bay về liền nha. Tập trung vào người Việt Nam ở đây, mấy anh chị gọi hết những người team member của mình, nói một cách rất rất mạnh đó mấy anh chị, là cái cơ hội này mình không nên bỏ qua. Thành ra một lần nữa cảm ơn sự hiện diện và theo dõi của tất cả mấy anh chị. Mình còn rất nhiều cái tin nóng khác đó, nhưng mà mình để dành đó để cho cái conference call trưa mai và tối ngày mai. Ok, cảm ơn mấy anh chị nha. Chúc mấy anh chị ngủ ngon. Ngủ ngon ở đây đó là ngủ ít lại, nhưng mà đều mấy anh chị cũng nên bàn bạc với lại trong gia đình đó. Và nên có một cái kế hoạch, có một cái kế hoạch khác đó, để mà mình bàn với lại mọi người trong team của mình đó, về cái vấn đề tương lai sắp tới. Ruby, ít nhất là Ruby mấy anh chị, cái goal của mấy anh chị từ đây cho tới tháng 3. Đặc biệt là một số mấy anh chị mà đang là Ruby trở lên đó, mấy anh chị phải nhắm về cái Blue Diamond đó. Ít nhất đó, mình phải mang một cái gì đó mấy anh chị, để mà mình có thể trở về lại căn nhà của mình đấy, với một cái niềm tự hào ha. Ok, bây giờ đó để anh em mình say good night. Ok, thank you. Good night. Hello. Hello. Chào tất cả các anh chị ở bên Mỹ và Lành đây. Chào anh Lành. Chào anh Lành. Hi. Em luôn. Chào